cùng hát khúc, hát đam mê của đèn chói chang. Ôi đôi bàn tay bàn chân ta cũng muốn thở than. Đêm nằm nghe tiếng câu kinh chị em sướng lên, tắt bom bi đa la kha ma ha ta đi đa. Tìm người cùng hát. Cảm ơn Tiểu Nương, xin cảm ơn nghệ sĩ guitar Minh Bảo đã hỗ trợ cho phần trình diễn này của Tiểu Nương. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe những lời nhận xét của anh Huy Tuấn. Tôi nghĩ là bạn Tiểu Nương thực sự đã có một cái phần trình diễn đáng nhớ nhất của mình trong Học viện Ngôi Sao cho đến lúc này. Thực ra tôi không nghe bạn hát nhiều lắm, bởi vì bạn cho tôi một cái cảm giác rất là thư giãn. Bạn rất là thoải mái ở trong cái khung cảnh của cái bài hát này, và có vẻ như bạn cũng rất là nhập tâm với nó, thành ra là cái sự thư giãn đấy của bạn nó truyền cảm xuống cho tôi. Và tôi cũng không theo dõi bạn như là một thí sinh, nhưng bình thường tôi hay soi xét xem là bạn mắc cái lỗi gì. Thì hôm nay thực sự là tôi có thưởng thức cái tiết mục của bạn. Chúc mừng bạn vì điều đấy. Xin chúc mừng Tiểu Nương, xin cảm ơn anh Huy Tuấn. Xin mời chị Ngọc Khuê ạ. Với Tiểu Nương, một cô gái 17 tuổi, với bài hát Chuyến Xe của Lê Cát Trọng Lý, đòi hỏi một người ca sĩ phải đầy trải nghiệm và cũng có một tâm sự riêng. Nhưng mà ngày hôm nay cũng đúng như là anh Huy Tuấn vừa nói, là chúng tôi ngồi đây, chúng tôi xem phần trình diễn của em, chứ không phải là đang chấm thi. Em hoàn toàn, cái dòng nhạc này hoàn toàn hợp với em. Và chị nghĩ rằng là em nên đi theo hướng này. Nó rất nhẹ nhàng và cũng đầy nữ tính. Xin cảm ơn những lời nhận xét của nhóm chuyên gia. Và theo như Thảo My được biết thì đây là một ca khúc mà Tiểu Nương rất là yêu thích, đúng không? Thảo My hy vọng rằng Tiểu Nương sẽ cảm thấy hài lòng với phần trình diễn trong buổi tối ngày hôm nay của mình.